Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Alexander Phạm và tôi là nhà kinh doanh, nhà đầu tư và là nhà sáng lập của cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng. Ngày hôm nay thì trong tay tôi đang là cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Phiên bản này phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của nó là A Man for All Market. Thì tôi sẽ chia sẻ một vài những review của tôi về cuốn sách cũng như những kiến thức mà chúng ta có thể áp dụng được từ trong cuốn sách đó là A Man for All Market của Ed Thorp hay là Edward Thorp. Thì cuốn sách này là một trong cuốn sách rất là quý, chia sẻ về tiểu sử, về cuộc đời của Edward Thorp. Và Edward Thorp thực sự là một thiên tài, một cỗ máy trong suy nghĩ và trong hành động đối với những trò chơi casino, blackjack 21 hay là roulette hay là baccarat. Thậm chí là ông còn áp dụng thành công tất cả những phương pháp đầu tư của mình và chiến thắng cả phố Wall. Và tôi xin giới thiệu với mọi người về cuốn sách, đó là cuốn sách về tiểu sử cuộc đời của Edward Thorp. Trong cuốn sách nó nói lên một điều là tất cả chúng ta đều có thể chơi và thắng cuộc nhà cái, chơi và thắng cuộc trên thị trường chứng khoán nếu ta biết cách. Khi nói về Edward Thorp thì Ray Dalio là một nhà quản lý quỹ rất là nổi tiếng và huyền thoại trên phố Wall. Trong một lần phỏng vấn với lại phóng viên của CNBC, phóng viên CNBC có hỏi Ray Dalio rằng là ai là người thông minh nhất trong phố Wall mà ông đã từng gặp. Thì Ray Dalio một cách thành thật, không ngại ngùng trả lời rằng đó chính là Ed Thorp. Và không ai có thể thông minh hơn Ed Thorp trong đầu tư và quản lý quỹ được. Bởi vì Ed Thorp có một thành tích giao dịch rất là khủng khiếp. Đó là Edward Thorp trong 18 năm của mình, Edward Thorp hay còn gọi là Ed Thorp, trong 18 năm lập ra cái quỹ đầu tư, quỹ phòng hộ của mình, ông ta đã làm ra được một lãi suất kép là 18% liên tục, để biến 1,4 triệu đô la ban đầu, 1,4 triệu đô la ban đầu trở thành con số là 273 triệu đô la chỉ trong 18 năm. Đây là một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của phố Wall và chưa một nhà quản lý quỹ nào có thể copy được. Chính xác hơn là chưa một nhà quản lý quỹ phòng hộ nào có thể áp dụng được và có thể có thành tích vượt trội như vậy. Và nên nhớ là trong 18 năm của Edward Thorp thì không có một quý nào, thậm chí là một năm nào Edward Thorp thua cuộc và bị mất, tức là bị suy giảm tài sản của các cổ đông so với lại quỹ đầu so với lại S&P 500. Thì trong khi giới thiệu về Edward Thorp thì tiểu sử Edward Thorp cũng rất là đáng chú ý. Đó là ông là một người, một tay chơi bài có hạng trên phố Wall. Đó là một tay chơi bài có hạng tại sòng bạc casino. Và ông đã viết ra cuốn Beat the Dealer, đánh bại nhà cái năm 1962 và đã bán được hơn 1 triệu bản. Hơn 1 triệu bản cuốn sách này. Và chính bản thân khi ông viết ra cái cuốn sách mà Beat the Dealer, ông cũng chính là thần tượng của toàn bộ tất cả những người chơi bài ở nước Mỹ. Cuốn sách là năm 1962, gọi là Beat the Dealer, đánh bại nhà cái, và bán trên 1 triệu bản. Và ông trở thành thần tượng của rất là nhiều người chơi casino, chơi bài blackjack. Và chính ông sau đó cũng viết ra một cuốn sách gọi là Đánh bại Market, Beat the Market, tập trung vào việc khai thác làm thế nào để đánh bại phố Wall. Và đồng thời Edward Thorp cũng là người đầu tiên sáng tạo và phát minh ra thiết bị máy tính đeo trên người đầu tiên trên thế giới. Và bạn biết không, trên tay tôi hiện nay đang là Apple Watch. Apple Watch là thiết bị máy tính đeo trên người khá là phổ biến và thông dụng bây giờ. Nhưng chính Edward Thorp mới là người đầu tiên nghĩ ra và phát minh ra máy tính đeo trên người đầu tiên để đánh bại trò chơi roulette đối với lại nhà cái. Và chính vì những phát minh bằng phương pháp đến bài để đánh bại bài blackjack cũng như là máy tính đeo trên người để đánh bại roulette thì nhà cái và tất cả những người ở casino đã thay đổi các cái rule, tức là các cái quy luật và cái cách thức chơi để mà có thể ngăn ngừa những người chơi bài có thể giành chiến thắng. Tuy vậy thì hiện tại trên thế giới người ta vẫn tiếp tục có một quân đoàn những người chơi blackjack để mà dùng áp dụng cái phương pháp đếm bài của Edward Thorp để mà đánh bại lại nhà cái. Và tôi thực sự là rất là thích cái phương pháp của Edward Thorp, bởi vì Edward Thorp nói rằng đối với ông khi tham gia thị trường chứng khoán trong thời điểm buổi đầu thì ông cũng bị thất bại rất là nhiều.
Ông cũng áp dụng phương pháp của Fundamental Analysis, Technical Analysis, nhưng mà ông bị gặp phải những cái vấn đề liên quan đến chuyện về câu chuyện về mỏ neo. Và ông có chia sẻ một câu rằng là tôi đã mua một cổ phiếu theo phương pháp giá trị và tôi để chứng kiến nó bị mất đến hơn 50% giá trị trong vòng 4 năm liên tiếp rồi mới thu hồi được vốn. Chính vì vậy đã thôi thúc ông phải suy nghĩ để tìm cách để đánh bại cái thị trường. Và ông đã ví là phố Wall như là một trong những cái sòng bài lớn nhất trên thế giới. Mà các bạn biết rằng ông nói rằng là phố Wall là một sòng bài lớn nhất trên thế giới hay thị trường chứng khoán nói chung là một sòng bài, bởi vì những điểm tương đồng của nó, những điểm tương đồng của nó chính xác. Thứ nhất, đó là trên phố Wall hay là trong sòng bài thì đều có một dạng người, đó chính là nhà cái. Nhà cái này họ làm gì? Họ tạo thanh khoản, đúng không ạ? Và họ thu phí. Tạo thanh khoản và thu phí. Và thu phí. Dạng người thứ hai mà sòng bạc và phố Wall rất là giống nhau, đó là những người gọi là chuyên khuyên chúng ta mua gì và bán gì. Khuyên nên mua cái gì và bán cái gì. Mua và bán. Thì một nền kinh tế hay là một thị trường phố Wall thì đều phụ thuộc, cũng giống như là casino, cũng đều có nhà cái và người mà khuyên bán mua cái gì và bán cái gì, và họ kiếm tiền trên những người chơi. Và ông nghĩ rằng là để thành công trên thị trường chứng khoán thì phải có tư duy của một người chơi casino. Đây là một quan điểm hết sức thú vị, và khi tôi tiếp cận phương pháp của Edward Thorpe thì cái cách đầu tư của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước đây thì tôi chỉ biết đến Benjamin Graham, tôi biết Warren Buffett, và tôi nghĩ rằng cách mà chúng ta làm đó là mua và nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Thực tình là không phải như vậy. Trước khi tôi chuyển thành một người Fusion Investor, tức là người kết hợp giữa phương pháp của O'Neill, của Warren Buffett và của thầy tôi Phil Tao trong cuốn Payback Time ngày đòi đỡ, thì phương pháp của Edward Thorpe đã thực sự thay đổi tôi và cho tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải có những cái tư duy khác nếu chúng ta muốn chiến thắng và beat the market một cách nó mạnh mẽ cũng như với cái tỷ lệ sinh lời cao. Đầu tiên đó là chúng ta phải nghĩ tới, tôi nói rất là nhiều với các học viên của mình, đó là những cái giai đoạn khác nhau của cổ phiếu và cái chu kỳ kinh doanh của một ngành nghề thì nó phải trải qua những cái giai đoạn tích lũy là giai đoạn 1. Giai đoạn thứ 2 giai đoạn bùng nổ và phát triển. Và giai đoạn thứ 3 là giai đoạn phân phối của cổ phiếu. Giai đoạn thứ 4 là giai đoạn suy giảm. Và đối với lại Edward Thorpe, cách tư duy của Edward Thorpe đối với lại thị trường chứng khoán đó cũng giống như là khi chơi bài trên casino blackjack, đó là phải dựa trên cái tỷ lệ thắng cược, cái odds, cái edging odds hay là cái edging của bài chơi. Nếu mà cái edge mà nghiêng về phía người chơi thì chúng ta đặt cược rất là nhiều và đặt cược nhiều hơn. Tôi nói thí dụ trên thị trường có rất nhiều nhà đầu tư bất chấp mạo hiểm, bất chấp về quản lý rủi ro, luôn luôn all in margin, luôn luôn đánh cược với tất cả số tiền mình có, thậm chí là vay margin 5 năm hoặc là 4-6, thậm chí có những người chơi 3-7 và 2-8, họ chơi và đầu tư bất chấp tỷ lệ rủi ro. Nhưng Edward Thorpe và tư duy Edward Thorpe thì ngược lại. Nếu chúng ta biết về tư duy khi nào chúng ta có xác suất thắng cược cao, thí dụ như là trong giai đoạn 2 của cổ phiếu chẳng hạn, là giai đoạn bùng nổ cổ phiếu, thì bạn hãy chơi margin cao, bạn hãy dùng tất cả tiền của mình để đầu tư vào cổ phiếu vào giai đoạn đó. Như vậy thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Và hiểu khi nào chúng ta có lợi thế so với nhà cái, và hiểu được khi nào chúng ta có được cái tỷ lệ và xác suất thành công cao nhất. Đó là cái cách mà chúng ta áp dụng về mặt tỷ lệ xác suất khi mà chúng ta chơi bài, cũng như là chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn về Edward Thorpe, đó chính là công thức kỳ diệu mà để chúng ta quản lý danh mục tài sản của mình. Tôi gọi là công thức này là công thức của vận may hay là luck formula. Công thức này chính là công thức Kelly. Và tỷ lệ áp dụng của công thức Kelly cực kỳ đơn giản các bạn. Các bạn biết là phần trăm của Kelly có một cái công thức, đó là Kelly bằng W trừ đi mở ngoặc là 1 trừ W đóng ngoặc và chia R. Thì trong đó W là gì? W chính là cái tỷ lệ thắng cược hay là tỷ lệ thắng, chiến thắng trong những trading giao dịch hay là những khoản đầu tư của chúng ta. Tôi nói thí dụ chẳng hạn như các bạn giao dịch 100 giao dịch
trong đầu tư của mình có lịch sử giao dịch. Chúng ta có thể ghi lại, một trong những thói quen rất tốt của chúng ta đó là ghi lại lịch sử giao dịch. Trong 100 giao dịch, nếu chúng ta thắng 50 giao dịch và chúng ta thua 50 giao dịch thì cái W này bằng 0,5. Và thành tố thứ hai của công thức Kelly đó chính là chữ R, có nghĩa là tỷ lệ risk chia cho reward. Giả sử nếu bạn tham gia và đầu tư vào một cái deal, hoặc là chúng ta đầu cơ, hoặc chúng ta trade, thì khi tỷ lệ risk and reward, giả sử là mỗi một lần giao dịch nếu chúng ta lời là chúng ta lời 15%, và nếu mà mỗi lần chúng ta cắt lỗ là chúng ta cắt lỗ 7,5%, thì tỷ lệ R này nó sẽ là bằng 2. Và áp dụng công thức Kelly, phần trăm Kelly và giá trị tài sản tối đa, nó sẽ là bằng 0,5, đúng không ạ? Theo đúng công thức W, trừ đi mở ngoặc lớn, rồi mở ngoặc nhỏ, 1 trừ đi 0,5, rồi chúng ta chia cho R là bằng 2. Giá trị của công thức này là bằng 0,25. Điều tuyệt vời của công thức Kelly, theo Edward Thorp nói, đó là chúng ta nếu áp dụng công thức của vận may này trong việc phân bổ vốn và đầu tư của chúng ta, thì chúng ta không được đầu tư quá 25% tài sản của chúng ta cho cổ phiếu và cho trading đó. Nếu các bạn thắng được 50% trong tất cả những deal của mình và bạn mong đợi một tỷ suất lợi nhuận là 15% và bạn cắt lỗ ở 7,5%, thì có nghĩa rằng nếu bạn có 100 triệu thì đừng bao giờ đầu tư quá 25 triệu cho cái cổ phiếu hay là cho một cái lần mua bán của chúng ta. Thì chúng ta trade trên ví dụ như là về đồng tiền ảo, hoặc là chúng ta trade về chúng ta đầu tư Forex chẳng hạn, thì chúng ta không được đầu tư quá 25% trên tổng số vốn của mình cho cái cơ hội kinh doanh đó. Còn nếu như tỷ lệ thắng thua của bạn mà không phải là 0,5 mà là 0,6, và tỷ lệ risk and reward, tức là phần lợi nhuận của chúng ta, reward trên risk thì đúng hơn, tôi xin lỗi ở chỗ này, reward của chúng ta chia cho risk mà chúng ta trên 2, ví dụ chúng ta mong đợi một khoản đầu tư được 20% lợi nhuận và chúng ta cắt lỗ ở mức 8%, thì cái phần phân bổ danh mục của chúng ta sẽ cao hơn là 0,3. Và đó là cách mà Edward Thorp dạy cho tất cả mọi người về cách áp dụng cái công thức Kelly này trong đầu tư và quản lý quỹ của mình. Thì đấy là một trong những điều mà tôi rất là tâm đắc trong cuốn sách, đó là công thức của vận may mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và thêm một điều nữa, khi các bạn áp dụng cuốn sách này và tư duy của cuốn sách này, mọi người thường nói với tôi rằng cuốn sách này, tại sao anh lại nói và dịch cái cuốn sách này như vậy khi mà nó nói về tiểu sử và cuộc đời của Edward Thorp không, và những tư duy của ông. Thì thực sự đối với tôi đây là một cái cuốn sách mà nó mang tính chất là một cái mindset. Nó là một cái mindset. Và mindset của một con người đã đánh bại casino, đánh bại nhà cái và đánh bại phố Wall thì chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều. Và một trong những cách mà tôi phát triển được như ngày hôm nay đó chính là tôi học hỏi từ tư duy của những người thành công. Bởi vì thành công thì luôn luôn để lại những dấu vết. Nó tiếng Anh gọi là success leave clues, hay là success always leave the track. Tức là thành công luôn luôn để lại dấu vết. Và nếu bạn muốn thành công như những người đã thành công trên thị trường, đặc biệt là những người thông minh nhất trên phố Wall, thì cách nhanh nhất đó là chúng ta sao chép lại tư duy, sao chép lại phương pháp của những người thành công này đã dùng để kiếm tiền như thế nào, để đánh bại nhà cái ra làm sao. Và với tôi thì thực sự những câu chuyện về tiểu sử, về cuộc đời của những doanh nhân mà ảnh hưởng đến tôi lớn nhất, tôi nói thí dụ như là Alexander the Great, tức là Alexander Đại Đế, hoặc là Napoleon, hoặc là Đặng Tiểu Bình, hoặc là Kim Gu Chung trong cuốn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, hoặc là Nguyễn Hiến Lê. Một trong những điều mà khiến tôi làm sách đó là bởi vì tiểu sử của Nguyễn Hiến Lê, một trong những nhà nghiên cứu văn hóa và những người đào tạo xuất sắc nhất ở Việt Nam, thì tôi học hỏi tư duy của Nguyễn Hiến Lê để tôi làm điều mà chúng tôi làm biên dịch. Và đối với lại đầu tư thì tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này. Các bạn có thể nói đây là một cái clip PR, thực tình nó không phải là một clip PR. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều mà tôi học và tâm đắc về cuốn sách này và tiểu sử về cuộc đời, những tư duy của Edward Thorp về đầu tư, về casino, về tiền bạc sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc bạn quản trị rủi ro và danh mục đầu tư của mình. Và trên đây thì tôi đã chia sẻ với các bạn về
một trong những cái cuốn sách, một review về cuốn sách mà tôi nghĩ rằng rất đáng để các bạn có trong tủ sách nhà mình. Đó chính là Người đàn ông đánh bại mọi thị trường, tiếng Anh là A Man for All Market. Và trong cuốn sách này thì có khá là nhiều nội dung rất là hay, mà tôi tâm đắc một trong những nội dung đó là cái chương là phân bổ tài sản và quản lý tài sản như thế nào. Và tôi xin dành tặng cái chương phân bổ và quản lý tài sản này và kèm theo file Excel của tôi, một cái thí dụ của tôi, chính bản thân tôi cũng như thí dụ của tác giả, tôi gửi cho các bạn. Nếu bạn comment và chia sẻ video này với tất cả những người bạn cảm thấy hữu ích về video, và tôi tin rằng cuốn sách nếu bạn đọc được cũng như bạn xem được video này đến đây, nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc quản lý tài sản của mình và giúp bạn kiếm tiền trên thị trường. Và tôi xin chúc bạn thành công. Và đừng quên hãy subscribe kênh thông tin của tôi và comment ở phía dưới. Thứ nhất là để nhận chương sách này. Thứ hai là để nhận được những thông tin về những video tiếp theo về đầu tư phát triển cá nhân, về đầu tư cho sự nghiệp, cũng như là đầu tư tài chính cá nhân. Và tôi xin chúc bạn thành công và xin cảm ơn tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.